Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Các người tìm thằng nhóc này đúng hay không? Mộ Dung Chanh. Quả nhiên đứa trẻ này trở thành điểm yếu lớn nhất của các người. Đừng cố hành động thiếu suy nghĩ, nếu như dám ra tay thì tôi không đảm bảo nó gãy cái tay hay là cái chân nào đâu. Tha cho đứa bé. Chúng ta đều họ Mộ Dung, là người một nhà, ngoan ngoãn theo tôi trở về, tôi đảm bảo bọn họ an toàn. Lấy cái kia ra. Đeo cái vòng thần này lên. Tiểu nạc. Nhanh lên. Nếu ông dám không tuân thủ lời hứa, thì cho dù thần hồn bị tan biến, tôi cũng kéo các người đi theo. Từ trước tới nay, tôi nói được làm được. Thành Sơn, nuôi dạy tiểu phàm trưởng thành cho tốt. Đừng nói với nó những chuyện liên quan đến em. Yên ổn sống tiếp. Bảo vệ con của chúng ta thật tốt, Bình Phàm. Đưa đi. Bùa khóa hồn. Tiểu nạc, mày là cái thứ gì mà cũng dám xuất hiện? Đón ấy. Tiểu Phàm, Tiểu Nạc, nhớ rõ đừng nghĩ đến chuyện làm cái gì. Người phụ nữ này mày hãy quên đi. Vì con trai của mày, con trai của các người, mày không sợ chết nhưng mà con trai của mày vô tội. Bọn tao muốn đối phó với nó cũng rất dễ dàng. Nếu không muốn nó xảy ra chuyện thì hãy ngoan ngoãn, sống như bãi bùn này đi. Cho nên mới nói, tình cảm là thứ vô dụng. Chính vì yêu nên mày mới không thể nào từ bỏ tất cả mọi thứ. Chính vì có ràng buộc nên Mộ Dung Nạc mới không dám ra tay. Nhưng tao cũng phải cảm ơn sự tồn tại của các người. Như vậy bọn tao mới có thể thực sự nhốt được cô ta. Đáng ghét. Ba. Tiểu Phàm. Ba. Ba sao thế? Không có gì. Đứa bé này vừa gọi con là gì? Thằng nhóc này, chẳng lẽ lúc con học cao trung đã, mẹ của đứa bé là ai? Ba, đứa bé này giống như là tình trạng của Liên U vậy. Hả, như vậy sao? Ba không còn sớm nữa, ba đi nghỉ ngơi trước đi. Bọn con còn có một số chuyện cần phải xử lý. Các con đi làm việc đi. Vừa hay ba cũng chuẩn bị đi thăm mấy người bạn cũ. Ba cầm lấy lá bùa này đi. Một khi có nguy hiểm thì con sẽ xuất hiện. Có âm phong và chú giáng của con ở bên cạnh, ba sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Tiểu Phàm, cháu yên tâm đi. Anh ý, tôi chắc chắn là thề chết bảo vệ hai ông an toàn. Có tự tin không? Có. Đúng rồi Lang Vương, vết thương của ông vẫn chưa được chữa trị. Âm khí đều bị ép ra ngoài hết rồi. Luyện hóa. Khổng Hồ là thiếu chủ, trong nháy mắt đã chữa trị khỏi vết thương nhiều năm của tôi. Lúc nguy hiểm thì nuốt viên này có thể giữ được một mạng. Đa tạ.
Nhiệm vụ lần này tôi sẽ không ra tay, sống chết do mình cũng là một kiểu rèn luyện. Vâng. Giải tán.